Lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk vừa trao thưởng đột xuất cho phòng cảnh sát kinh tế về thành tích xuất sắc trong 15 ngày đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tại buổi trao thưởng, đại tá Nguyễn Văn Bồn, phó giám đốc công an tỉnh, đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích của phòng cảnh sát kinh tế đạt được trong 15 ngày đầu ra quân cao điểm với tinh thần quyết tâm cao, phòng cảnh sát kinh tế liên tiếp đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây đối tượng phạm tội vi phạm về tham nhũng kinh tế môi trường. Đặc biệt đã bắt quả tang hai vụ ba đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm từ tỉnh ngoài về Đắk Lắk với tổng tăng vật thu được hơn 35.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, triệt xóa một cơ sở sản xuất buôn bán thực phẩm giả cà phê bột từ tỉnh Đồng Nai về Đắk Lắk tiêu thụ, thu giữ gần 3,5 tấn cà phê giả và hơn 10 tấn nguyên liệu. Bắt quả tang bắt giữ gần 9 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ khởi tố hai đối tượng là trưởng khoa và bác sĩ tại khoa khám cấp cứu bệnh viện tâm thần tỉnh đắk lắc về hành vi nhận tiền người nhà bệnh nhân tâm thần để làm hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú hưởng trợ cấp xã hội trái quy định cũng tại buổi trao thưởng đại tá nguyễn văn bồn đề nghị tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát kinh tế tiếp tục phát huy những thành tích đạt được quyết tâm nỗ lực hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới đóng góp vào thành tích chung của toàn công an tỉnh góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự tạo niềm tin cho nhân dân